Các bạn thân mến, mới đây thông tin Việt Nam được EU và mấy anh đại gia giàu có châu Âu tặng không 15 tỷ euro được lan truyền rộng rãi trên các trang tin lớn nhỏ. Nó khiến cho người dân hết sức vui mừng vì nước nhà có được cả núi tiền để tùy nghi sử dụng cho riêng mình. Nhưng ngay sau đó, người ta cũng cảm thấy tò mò về việc tại sao EU lại bỗng dưng tốt bụng dâng cho Việt Nam cả đống tiền như thế. Họ bơm tiền cho Việt Nam để làm gì và liệu rằng nó có ẩn giấu mục đích đen tối gì hay không? Không để các bạn phải tò mò thêm nữa, ngay sau đây chúng tôi sẽ giải đáp trong video ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi theo dõi nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ kênh nhé. Để chúng tôi có thể có thêm động lực ra thêm thật nhiều video clip hấp dẫn nữa nhé. Mới đây, trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga đã cho đăng tải một thông tin rất vui dành cho Việt Nam. Là EU và các nước giàu cam kết hỗ trợ Việt Nam 15 tỷ euro chuyển đổi năng lượng, trang tin Sputnik cho biết. Vào chiều ngày 29 tháng 5, trong chuyến thăm và khảo sát thực tế tại Ninh Thuận, bà Mariam Ferrin, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ Đối tác Quốc tế của Ủy ban châu Âu-EU đã có buổi trao đổi với báo chí về việc hợp tác giữa EU và Việt Nam trong quá trình triển khai chiến lược cửa ngõ toàn cầu Global Gateway của EU. Trong đó, việc ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển đổi xanh chiếm một trong số các vị trí trung tâm chính. Vậy nên, EU và các nước G7 đã hỗ trợ lẫn nhau nhằm giúp Việt Nam đảm bảo thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không tới năm 2050 và hướng đến sử dụng năng lượng tái tạo hiệu quả. Trong cơ chế chuyển đổi năng lượng cân bằng nguồn vốn, EU dự kiến hỗ trợ Việt Nam số tiền lên đến 15 tỷ euro. Theo bà Mariam Ferrin, Thủy điện Tích năng Bắc Ái Ninh Thuận là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, cũng là biểu tượng cho sự hợp tác về chuyển đổi xanh và năng lượng giữa EU với Việt Nam. EU và các nước thành viên cam kết cung cấp các khoản vay ưu đãi và trợ cấp để hỗ trợ kỹ thuật cho dự án này. Bởi dự án có công suất 1,2 GW mang lại tác dụng tích cực về mặt sản xuất điện năng và nhiều phương diện khác. Sau chuyến thăm này, chính sách vẫn được cam kết duy trì một cách lâu dài trong sự hợp tác giữa EU và Việt Nam. Không chỉ những nội dung hiện tại mà còn nhiều nội dung phong phú đa dạng hơn nữa trong tương lai. Được biết, đại diện phái đoàn Liên minh châu Âu tại Hà Nội hiện đang thảo luận với các cơ quan bộ ngành Việt Nam tiến tới ký kết các hiệp định tài chính cho các dự án xác định. Vâng, thông tin trên đã được các nước EU xác nhận châu Âu và các nước G7 sẽ cùng nhau giúp Việt Nam đảm bảo thực hiện được những mục tiêu vừa nêu với gói hỗ trợ tài chính lên đến 15 tỷ euro. Cùng với sự hỗ trợ đó, Việt Nam sẽ có thêm nguồn vốn khủng để mạnh tay phát triển dự án thủy điện tích năng đầu tiên của mình. Từ đây, một dạng năng lượng tái tạo mới sẽ được định hình tại Việt Nam để dần thay thế cho mô hình sản xuất năng lượng phát thải quá nhiều. Bởi vì thủy điện tích năng dựa trên việc sử dụng lưu lượng nước chảy tự nhiên trên các con sông, suối, hồ lớn để tạo ra năng lượng điện. Quá trình hoạt động của nó thường dựa vào việc tạo ra sự chênh lệch độ cao giữa mặt nước trên và dưới bằng việc xây dựng các đập hồ thủy lực hay các công trình kỹ thuật khác. Còn nếu hiểu một cách đơn giản, thì thủy điện tích năng giống như là một chiếc bình ắc quy có chức năng tích trữ điện năng để sử dụng, bổ sung vào hệ thống khi cần thiết. Nó giúp sản xuất điện phục vụ đời sống và tích điện vào thời gian rảnh rỗi để mang ra dùng khi có nhu cầu. Bằng nguyên lý cơ bản, nước chảy từ trên cao xuống thấp, thủy điện tích năng sẽ gồm có hai hồ chứa ở hai độ cao khác nhau và một nhà máy thủy điện. Khi mà nước ở mặt nước cao đi qua các cấu trúc chảy xuống mặt nước thấp, năng lượng cơ học của dòng nước sẽ được biến đổi thành năng lượng điện. Vào khung giờ thấp điểm sử dụng điện, nhà máy thủy điện tích năng sẽ đảo ngược tua bin và bơm ngược lại nước từ hồ chứa thấp lên hồ chứa cao. Nhờ sự ra đời của tua bin thuận nghịch, thủy tích điện năng có thể giảm chi phí vận hành so với cách sử dụng tua bin phát điện và máy bơm như lúc trước. Theo đó, thì thủy điện tích năng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn năng lượng sạch cho các hoạt động kinh tế xã hội của Việt Nam, cũng như là đáp ứng được nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao trong nước và giúp Việt Nam giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường bằng việc tận dụng tài nguyên thiên nhiên của mình. Hơn thế nữa, thủy điện tích năng còn có đóng góp mạnh mẽ vào việc duy trì ổn định nguồn cung cấp năng lượng quốc gia. Phát triển thủy điện tích năng chính là cách để Việt Nam giảm thiểu sự phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động trong dài hạn. Vậy nên mới nói là thủy điện tích năng mở ra tương lai mới cho ngành thủy điện tại Việt Nam. Việc triển khai dự án thủy điện tích năng Bắc Ái nói riêng và các dự án loại này nói chung là điều cực kỳ cần thiết. Mà muốn đẩy mạnh mô hình sản xuất điện năng mới thì Việt Nam bắt buộc phải có nguồn vốn lớn. Rất may là vấn đề này đã được EU giải quyết giúp Việt Nam cùng với số tiền 15 tỷ euro và các khoản vay ưu đãi khác, làm ai nấy cũng đều phát thèm. Do đó, Việt Nam rất phải cảm ơn EU vì sự tốt bụng của mình.
Nhưng chúng ta cũng nên lưu ý rằng châu Âu và G7 chẳng làm việc công không chút nào. Chẳng phải tự dưng mà khối này lại nhiệt tình giúp đỡ Việt Nam như thế đâu. Thật ra nó đúng như những gì mà trang tin Sputnik đưa tin. Sự hỗ trợ đó được thực hiện nhằm mục đích hiện thực hóa chiến lược cửa ngõ toàn cầu của EU. Đây là một chiến lược thúc đẩy các khoản đầu tư nhằm xử lý các thách thức toàn cầu như ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, giao thông bền vững, thúc đẩy nguồn nhân lực trong các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, y tế. Qua đó, nó đảm bảo tính công bằng và mang lại lợi ích cho người dân các nước. Trong chiến dịch này, EU luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Vậy bạn có thắc mắc lý do gì mà EU lại xem trọng Việt Nam đến thế không? Rất đơn giản, đó là vì Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh hàng đầu thế giới. Cùng với đó là nhu cầu sử dụng năng lượng gia tăng dẫn đến tình trạng phát thải trên đầu người tăng mạnh. Nó khiến cho Việt Nam trở thành một trong những đối tượng hỗ trợ chính và cũng là đối tượng hợp tác tiềm năng giúp cho chiến lược của EU thành công rực rỡ trong tương lai. Một khi EU giúp Việt Nam giảm phát thải thành công như cam kết, các nước khác sẽ nhận thấy được tính hiệu quả, khả thi của chiến lược cửa ngõ toàn cầu mà EU đề xuất. Từ đây, uy tín và vị thế của EU tiếp tục được củng cố trong lĩnh vực quan trọng. Khối này sẽ tiếp tục gia tăng ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới cùng với chiến lược mang tính kết nối toàn cầu được mình bỏ công xây dựng. Ngoài ra, còn có một điều đáng chú ý nữa là các khoản đầu tư, chiến lược, cửa ngõ toàn cầu chủ yếu được rót vào các nước đang phát triển. Đó là những nước đã tiếp nhận các khoản đầu tư kết cấu hạ tầng từ sáng kiến Vành đai Con đường BRI của Trung Quốc. Điều đó cho thấy một trong những mục tiêu quan trọng của cửa ngõ toàn cầu là cạnh tranh với BRI của Trung Quốc hiện giờ. Theo đó, chiến lược cửa ngõ toàn cầu của EU được kỳ vọng có thể đạt được hiệu quả cao khi kết hợp với các chiến lược đầu tư và kết nối khác, chẳng hạn như quan hệ đối tác mở rộng với kết cấu hạ tầng chất lượng EPQI của Nhật Bản, kế hoạch tổng thể và kết nối ASEAN MPAC 2025, chính sách hành động hướng Đông AEP của Ấn Độ và kế hoạch xây dựng thế giới tốt đẹp hơn B3W của G7. Nhìn chung đây đều là những sáng kiến có cùng mục tiêu tương tự nhau, mang tính chất hỗ trợ lẫn nhau để tăng cường kết nối giữa các bên có liên quan thông qua việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật số. Nó sẽ giúp các nước chung chí hướng cạnh tranh hiệu quả với BRI của Trung Quốc và làm giảm thiểu ảnh hưởng của hoa lực trên toàn cầu. Không khó để nhận thấy trong hầu hết các chiến lược nêu trên, Việt Nam đều góp mặt với tư cách là đối tượng cần hỗ trợ hàng đầu, bởi vì Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng trên trường quốc tế và có tiếng nói nhất định trong các vấn đề mang tính vĩ mô. Vậy nên, việc EU cũng như các nước triển khai chiến lược khác muốn dựa vào Việt Nam để kết nối với các quốc gia trong ngoài khu vực cũng là điều dễ hiểu vô cùng. Nói tóm lại, khoản viện trợ 15 tỷ euro và các khoản vay ưu đãi mà EU dành cho Việt Nam là sự hỗ trợ có qua có lại. Không chỉ Việt Nam mà cả khối liên minh này cũng đã có được những lợi ích rất lớn khi mạnh tay bơm tiền hỗ trợ bạn bè của mình. Thời gian vừa qua, căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên ngày càng gia tăng khi Bình Nhưỡng liên tục thử các loại tên lửa mới. Mỹ thì lên tiếng cáo buộc Triều Tiên gửi vũ khí cho Nga để duy trì cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vậy, các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên có thể sẽ được đưa ra. Trong bối cảnh bị cô lập, Triều Tiên liên tiếp phải đóng cửa một loạt cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài vì chúng không còn mang lại lợi ích đáng kể cho họ nữa. Tình thế hiện tại của Triều Tiên phải nói là tứ bề thọ địch. Thế giới chẳng còn mấy quốc gia mà Triều Tiên có thể gọi là bạn bè nữa, nhưng Việt Nam nằm trong phần thiểu số đó. Mới đây trên trang AFI của Pháp đã có một bài viết với tựa đề Việt Nam giúp được gì Triều Tiên để gỡ thế cô lập. Đây là bài phân tích khá hay về mối quan hệ Việt Nam-Triều Tiên và liệu chúng ta có ra tay giúp đỡ nước bạn hay không? Hãy cùng mình nghe thử nhé! Tác giả viết, gần đây, đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên do ông Kim Jong-nam dẫn đầu đã tới thăm Việt Nam nhằm tăng cường phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai đảng hai nước. Thông qua chuyến công du này, chính quyền Bình Nhưỡng muốn khẳng định mình vẫn còn bạn. Phái đoàn Triều Tiên đã đến thăm thành phố Hồ Chí Minh và gặp Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên. Trong cuộc gặp, ông Nên bày tỏ mong muốn hợp tác, mở rộng đầu tư giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Triều Tiên. Theo đó, dự kiến vào tháng 6, một phái đoàn của thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi thăm và làm việc tại Triều Tiên. Tuy nhiên, Hà Nội có thể hợp tác với Bình Nhưỡng trên những lĩnh vực nào trong bối cảnh Triều Tiên bị trừng phạt quốc tế? Trong khi đó, Việt Nam còn thắt chặt hợp tác với hai đối thủ của chế độ Kim Jong-un là Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Vậy liệu Triều Tiên có thể trông cậy vào Việt Nam để phá vỡ bớt thế cô lập trên trường quốc tế hay không? Trả lời cho những câu hỏi này, nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston, Hoa Kỳ cho rằng Triều Tiên vào cuối năm 2023 đã đóng cửa ít nhất 7 cơ quan đại diện ở nước ngoài. Trong đó,
Có một số cơ quan đóng ở các đối tác truyền thống như là Uganda và Angola, hai quốc gia mà Triều Tiên duy trì hiện diện ở châu Phi. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Triều Tiên cũng đóng cửa lãnh sự quán ở Hồng Kông. Việc đóng cửa các cơ quan đại diện ở nước ngoài cho thấy Triều Tiên đang gặp những khó khăn về kinh tế do cấm vận quốc tế và họ không còn nguồn tiền để duy trì các cơ quan đại diện được cho là không mang lại đủ lợi ích kinh tế cho đất nước. Cũng cần hiểu rằng do Triều Tiên bị cấm vận quốc tế nên từ trước đến nay họ luôn dựa vào cơ quan đại diện ở nước ngoài để mang ngoại tệ về nước, cho nên việc đóng cửa những cơ quan này là một chỉ dấu cho thấy những biện pháp cấm vận của Liên Hợp Quốc đang có hiệu quả rõ rệt và làm giảm số lượng cơ quan đại diện nước ngoài của Triều Tiên xuống còn 44. Có thể thấy là Triều Tiên đang bị đẩy vào tình thế bị cô lập, trong khi nước đối địch là Hàn Quốc ngày càng mở rộng mạng lưới ngoại giao. Gần đây nhất, Seoul đã thành công trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba, một đồng minh ý thức hệ quan trọng của Triều Tiên. Nếu nhìn rộng hơn khi so sánh giữa số lượng các nước mà Hàn Quốc và Triều Tiên có quan hệ ngoại giao hoặc có trụ sở đại diện nước ngoài, thì Hàn Quốc có khoảng 180, trong khi Triều Tiên hiện chỉ còn 44. Việc Triều Tiên không đóng cửa cơ quan đại diện ở Việt Nam cũng như Việt Nam nằm trong chuyến công du ba nước của phái đoàn Triều Tiên gần đây, cho thấy rằng Bình Nhưỡng vẫn rất coi trọng mối quan hệ truyền thống với Hà Nội. Mục đích chính của chuyến thăm này là nhằm giảm bớt sự cô lập của chính quyền Bình Nhưỡng. Hai nước đã có những chia sẻ trao đổi kinh nghiệm về đổi mới kinh tế cũng như tăng cường giao lưu văn hóa và du lịch. Triều Tiên mong muốn thúc đẩy du lịch với Việt Nam và hai nước đã có những cuộc đối thoại về mở đường bay thẳng. Chương trình cuộc đua kỳ thú phiên bản Việt Nam năm 2019 đã được Triều Tiên cấp phép quay một chặng đua ở Bình Nhưỡng để quảng bá hình ảnh Triều Tiên rộng rãi hơn đến khán giả Việt Nam. Đây cũng là một sự kiện chưa từng có tiền lệ khi mà Triều Tiên cho phép một chương trình truyền hình thực tế nước ngoài quay phim ở Bình Nhưỡng. Mặc dù chương trình truyền hình thực tế này không phải là quay trực tiếp, nhưng đó cũng là một chỉ dấu rất lớn cho thấy Triều Tiên muốn mở cửa với thế giới và ít nhất là đối với đối tác truyền thống như Việt Nam. Triều Tiên cũng đang đẩy mạnh xây dựng các khu du lịch trong nước để sớm có thể mở rộng công nghiệp du lịch đón khách nước ngoài. Cần phải nhắc lại rằng công nghiệp du lịch là một trong những nguồn thu không bị Liên Hợp Quốc cấm vận, nhờ đó Triều Tiên có thể thu được ngoại tệ từ nước ngoài một cách hợp pháp. Có thể thấy Triều Tiên đang mong muốn nối lại hợp tác kinh tế và du lịch, được hai nước đã thỏa thuận trước năm 2019 thông qua chuyến thăm của phái đoàn Triều Tiên do ông Kim Song Nam dẫn đầu. Với việc Triều Tiên đã đóng cửa một lượng lớn các cơ quan đại diện ở nước ngoài, thì những nước mà họ vẫn còn giữ đại diện như Việt Nam sẽ càng trở nên quan trọng hơn trong chính sách ngoại giao của Triều Tiên trong thời gian tới. Việt Nam nhận thấy có thể phát triển quan hệ kinh tế với Triều Tiên và giúp đỡ nước này tránh các lệnh trừng phạt quốc tế nhờ sử dụng cảng biển của Việt Nam để trao đổi hàng hóa bị Liên Hợp Quốc cấm vận như than đá, dầu mỏ. Tuy nhiên, những triển vọng này đang ngày càng giảm khi cả Mỹ và Hàn Quốc đều nỗ lực thuyết phục Hà Nội thi hành các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên trong các cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo Việt Nam. Trong hoàn cảnh hiện nay, Việt Nam cần phải cân đo đong đếm quan hệ lợi ích kinh tế với Hàn Quốc và Mỹ so với Triều Tiên. Và rõ ràng hiện giờ, mối quan hệ kinh tế của Việt Nam đối với Hàn Quốc vẫn mang lại nhiều lợi ích hơn là với Triều Tiên. Nhưng khả năng cao là Hà Nội vẫn sẽ giúp đỡ được Bình Nhưỡng, nhưng trong khuôn khổ không làm tổn hại đến lợi ích kinh tế của Việt Nam và Hàn Quốc. Đó là toàn bộ những phân tích của trang báo Pháp AFI. Để mà nói thì các mối quan hệ truyền thống và lịch sử lâu đời giữa ta và Triều Tiên, Việt Nam chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ nước bạn trong khả năng của mình. Dĩ nhiên là ta sẽ chỉ giúp họ về mặt kinh tế và ngoại giao một cách vừa phải để tránh gây ra xung đột với Mỹ hay Hàn Quốc. Như trong bài viết đã đề cập, tháng 6 này sẽ có một phái đoàn kinh tế từ thành phố Hồ Chí Minh sang Bình Nhưỡng. Đây chính là hành động thiết thực đầu tiên của ta sau cuộc gặp mặt với đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên. Và đây sẽ như là một hành động đáp lễ và không gây ra bất kỳ sự soi mói nào từ Mỹ hết. Việc cử phái đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy Việt Nam ưu tiên phát triển kinh tế, nhất là về du lịch giữa Việt Nam và Triều Tiên, và không gửi bất kỳ một tín hiệu nào là Hà Nội ủng hộ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân hay là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Điều này sẽ không gây tổn hại tới mối quan hệ tốt đẹp giữa ta và Hàn Quốc. Như vậy là vẹn cả đôi đường. Bên cạnh đó, ta cũng sẽ chia sẻ cho họ những kinh nghiệm trong cải tổ kinh tế. Triều Tiên có thể nhìn vào sự phát triển hiện tại của Việt Nam để học hỏi và tự tìm cách cứu mình ra khỏi vũng lầy về kinh tế. Tuy nhiên, điều này cần có thời gian và chắc chắn là sẽ không dễ dàng gì. Việt Nam cũng có thể làm trung gian hòa giải cho các xung đột lợi ích giữa Triều Tiên và Hàn Quốc hay Mỹ, giống như hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều từng được tổ chức ở Hà Nội vào năm 2019 vậy. Mặc dù thượng đỉnh này là một thất bại khi mà Mỹ và Triều Tiên đã không có bất kỳ tuyên bố chung nào. Nhưng để nhìn qua một góc nhìn khác, thượng đỉnh đó vẫn là một thành công lớn cho Việt Nam bởi vì Việt Nam đã tổ chức thành công một sự kiện tầm cỡ quốc tế và khẳng định vai trò trung lập của Việt Nam trên trường quốc tế.
Ngoại giao Việt Nam đang đạt được những thành công lớn trong thời gian qua. Chúng ta có thể dựa vào đó để lên tiếng cho ông bạn của mình tại các diễn đàn quốc tế, hoặc xa hơn là làm trung gian cho những cuộc đàm phán tiếp theo có sự tham gia của Triều Tiên. Dĩ nhiên, để có thể làm được tất cả những điều kể trên thì vẫn phải tùy vào thái độ của Triều Tiên. Nếu Triều Tiên đối với Hàn Quốc và Mỹ vẫn tiếp tục có những thái độ khiêu khích và những thái độ không tốt với nhau như hiện giờ, thì kể cả là Việt Nam có mở rộng vòng tay để đón những nước này trở lại Việt Nam tham gia thượng đỉnh tiếp theo đi chăng nữa, điều này cũng sẽ rất khó. Hơn nữa, Triều Tiên hoàn toàn chưa có mong muốn từ bỏ vũ khí hạt nhân và mở cửa kinh tế. Bởi vì đối với Triều Tiên, vũ khí hạt nhân là thanh kiếm rất quý giá để bảo vệ an toàn của chế độ Bình Nhưỡng, sẽ luôn luôn ưu tiên bảo vệ chế độ hơn là cải tổ kinh tế. Do đó có thể đoán được rằng, chừng nào Triều Tiên vẫn còn gặp phải những vấn đề an ninh rất lớn khi mà Hàn Quốc vẫn ở đó và Mỹ vẫn đe dọa đến chế độ của Triều Tiên, thì nước này sẽ vẫn không mở cửa kinh tế. Những cuộc trao đổi về mở cửa kinh tế hiện nay với Việt Nam và Trung Quốc là những chỉ dấu cho thấy Triều Tiên đã có mong cải tổ kinh tế, nhưng ưu tiên cải tổ kinh tế này sẽ không bao giờ quan trọng hơn ưu tiên bảo vệ chế độ chính trị của Triều Tiên. Bởi vậy, khó khăn nhất vẫn là nằm ở chính họ.